Các bạn thân mến, đối với bác sĩ nhãn khoa bây giờ đó thì kỹ năng đầu tiên để mà khám bệnh đó chính là kỹ năng khám ở C&V. Mà trong đó cái kỹ năng khám đáy mắt bằng kính soi gián tiếp là kính vôn, đó là điều bắt buộc, không thể tránh khỏi. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng kính vôn soi đáy mắt cho bệnh nhân trên kính C&V. Thưa các bạn, đây là kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Kênh này chủ yếu tôi nói về mắt, sức khỏe và mắt, cách bảo vệ mắt và cũng như là những bài chuyên ngành về mắt để cho các bác sĩ ở giai đoạn tìm hiểu về nhãn khoa có thể có cái định hướng và làm việc tốt hơn. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về cách soi đáy mắt bằng kính vôn trên C&V. 10 giây nữa sẽ gặp lại các bạn. Trước khi vào video này, tôi phải thú thật với các bạn biết, đây là một video rất là đặc biệt. Rất đặc biệt ở cái chỗ là đây là video đầu tiên mà tôi nhờ người khác quay. Tất cả các video trước đây là tôi quay một mình hết. Một mình một ngựa, đạo diễn, diễn viên, biên tập, biên kịch vân vân là một mình hết. Nhưng lần này là nhờ các bạn đi học quay giúp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quay một cách ngẫu nhiên, tức là không có sắp đặt gì trước hết. Cho nên về mặt hình thức mà nói thì không được đẹp trai như bình thường. Đấy. Mà nói thẳng ra thì đầu tóc trông như hơi thằng bờm tí. Đấy. Thì đấy cũng là một phần lý do mà tôi sau khi làm video xong cũng suy nghĩ không biết có nên đăng không. Tại vì đăng thì sợ thấy mọi người bảo ông này trông bữa nay trông kỳ quá thì cũng có vấn đề lăn tăn chút xíu. Nhưng mà sau này nghĩ lại thấy là cuộc đời mà có lúc lên lúc xuống, đâu phải lúc nào mình cũng lên, cũng phải có lúc xuống chứ, đúng không? Và nếu thế thì vẫn cho người ta thấy lúc mình xuống, chuyện bình thường, đúng không ạ? Rồi, không nói chuyện tào lao nữa, chúng ta vào video chính nha. Rồi, trên tinh thần hôm nay mình sẽ học cái bài về khám đèn khe của đáy mắt ha. Cái đèn này gọi là đèn khe, lý do nó gọi đèn khe là chữ slit lamp á. Slit là cái khe nha. Thì có 3 bước để chuẩn bị. Bước thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân. Bước thứ hai là chuẩn bị cái đèn này. Thứ ba là chuẩn bị chính bác sĩ khám. Rồi chính bác sĩ khám này sẽ làm cái gì. Thì đối với bệnh nhân á, thì nhớ ở đây á, là cái chỗ để cho bệnh nhân người ta để cái cầm vô. Thì đây là vị trí tì cầm này. Đây là vị trí tì trán. Thì lúc nào cũng nhớ là cái cầm bệnh nhân ở đây và cái trán bệnh nhân ở đây. Thì khi mà cái bệnh nhân làm đúng như thế thì vị trí của người ta sẽ cố định. Và khi cố định thì khi mình thao tác các cái cấu trúc quang học bên này thì mình sẽ nhìn thấy được rõ được cái đáy mắt của bệnh nhân. Và chú ý ở đây nó sẽ có một cái vạch ngang. Thì cái vạch này ngang với cái khóe mắt của bệnh nhân, đúng không? Rồi ví dụ như là mình mời một cái bạn bác sĩ ở đây, mình để cái đầu vô đây thử. Đó. Thì mình để cái cằm vô đây, cái trán vô đây. Đó, bây giờ mình để cằm vô. Rồi, đúng rồi, cứ cằm vô đây. Rồi, trán sát vô. Rồi. Rồi hai cái tay mình dưới này nó có hai tay cầm. Cái lý do của cái tay cầm này á, là sao? Là tại vì á, nhiều bệnh nhân người ta không biết để tay ở đâu. Đã thò tay ở đây. À, thì ông bác sĩ cũng đẩy một phát. Kiểu á. Đúng rồi. Cái thứ hai á, là khi người ta để đây á, nhất là những trường hợp mà mình cần làm laser và soi góc tiền phòng á, là người ta cần phải có một cái chỗ để người ta siết vô. Đó, người ta nắm vô thì nó vững hơn và nó tự tin hơn. Rồi. Rồi bạn vẫn cho cái cầm đây, cái trán sát đây này. Được. Khi mình quan sát tư thế bệnh nhân á, là phải nhìn cái bệnh nhân là cái gáy và cái lưng của họ thẳng. Nếu như mà cao quá mình sẽ cho bạn xem. Cao quá, cứ cho cầm lên để mình thử thôi. Rồi cao cầm. Thì sẽ thấy hiện tượng gì? Thấy cái trán hở này. Và cái cầm ta ngách lên. Đây là quá, đây là mình đã cao quá. Còn thấp quá thì sẽ thấy lưng người ta cong. Người ta sẽ gồng cái lưng xuống. Rồi cho sát trán sát lưng đó, thấy lưng người ta cong. Cho nên là khi mà mình điều chỉnh cái tư thế của bệnh nhân phải làm sao cho thoải mái. Tức là bệnh nhân họ phải thoải mái, cái trán họ sát đây, cái cằm họ đây, cái gáy họ thẳng, cái lưng họ thẳng thì mới gọi là chính xác. Bởi vì mặt chuẩn bị bệnh nhân là như thế. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ đến cái phần cái kính chuẩn bị cái kính hiển vi. Thì trong cái kính hiển vi này, một trong cái đầu tiên mình phải làm là coi ngay cái thị kính này. Cái này là một trong những cái mà nhiều người quên không biết.
Tại vì khi mà chỉnh cái thị kính này nó sẽ phù hợp với cái độ của mắt mình. Nếu mà mình đeo kính là chính thị thì mình phải chỉnh về zero. Đây, quay vào đây. Đây, chỉnh về zero. Đây, số 0. Đây, số 0. Tại sao tôi nói trường hợp này? Tại vì nhất rất là nhiều bạn mà khi làm laser ấy, là các bác sĩ khác người ta dùng rồi, người ta bị lão thị, người ta chỉnh cái này lên cộng 2 hoặc cộng 3. Đó, mà mình không biết. Thì cái hậu quả là gì? Mình focus cái tia laser nó rất khó, một cái thứ hai về mỏi mắt kinh khủng, về mỏi mắt nhức đầu luôn. Cho nên cái này phải chú ý này, chỉnh cái thị kính này trở về đúng với cái khúc xạ của mình. Nếu mình cận thị mà mình đeo kính chính thị rồi, nó trở thành chính thị rồi thì phải chỉnh về zero hết. Đó. Cái kế tiếp ở đây thì mình sẽ thấy là các cái chỉnh các cái chế độ của cái đèn, chỉnh chế độ của cái đèn. Thì ở đây ví dụ như mình muốn cái màu xanh lá cây thì mình bật lên này. Muốn chế độ màu xanh lá cây thì mình sẽ chuyển nó sang màu xanh lá cây. Đây, chuyển sang lá cây. Thì mình sẽ có màu xanh lá cây trước. Đấy, có điều đèn thì nó chưa có cắm điện hay gì á, cho nên là màu gì thì màu nó vẫn chưa thấy. Đây, màu xanh lá đây. Mình sẽ ra cái màu xanh lá mạ đây. Đó, do cái màu trên này. Đó, tương tự, mình đổi các cái chế độ thì nó sẽ qua các cái màu khác nhau ha. Và ở đây á, khi mình nhìn thấy đây á, là nó sẽ khác chế độ này sao? Là nó sẽ giảm cái độ sáng ở giữa. Còn cái này là tăng độ sáng nó đều hết. Đây độ sáng đều hết. Còn đây là giảm độ sáng ở giữa đi. Cái màu nó nhạt hơn một chút xíu. Cái lý do mình làm này là tại vì trong nhiều trường hợp á, là mình muốn chỉnh cường độ sáng là mình sẽ dùng cái này. Chỉnh cường độ sáng mình dùng cái này. Nhưng mà trong trường hợp mình muốn mà điều chỉnh một cách rất là nhanh á, mình đẩy cái này qua thì cái giảm độ sáng ở giữa này nó sẽ giảm ánh sáng liền cho bệnh nhân, thì bệnh nhân đỡ chói mắt, thì có vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là cái các con số nó chạy ở đây thì đó chính là cái độ dài của cái để coi nó focus lại coi, chính là cái độ dài của cái tia sáng. Mình sẽ chỉnh độ dài tia sáng đây, không phải độ dài tia sáng đây, mình sẽ thấy nó chạy thì nó sẽ tương ứng với cái độ dài tia sáng. Thì ở trên này là tính bằng mm. Ở đây mình sẽ dùng ứng dụng để mình đo kích thước các sang thương trong mắt. Còn nếu mà chỉnh độ rộng của tia sáng thì mình dùng cái tay ở dưới này là mình sẽ thấy độ tia sáng rộng hẹp là cái này. Đó, còn dài ngắn thì dùng cái này. Vậy thì lúc đầu vào á, là mình sẽ chọn cái tia sáng làm sao cho nó khoảng 10 mm thôi, 10 mm khoảng đó thôi. Làm sao cho nó khoảng 10 mm và cái khe nó hẹp thôi, khe nó hẹp. Đây, khi mình focus vào thì chọn cái tia sáng nó vào khoảng như thế này. 10 mm thôi, 1 cm không lâu quá không nhớ. Chính xác. Rồi các bạn xác nhận đồng ý là 1 cm. Rồi còn cái khe sáng nó khoảng nửa mm đến 1 mm thôi là ok rồi. Rồi vậy là khi mà khám lấy mắt á, mình còn thêm một cái nữa là mình set cái độ phóng đại ở đây. Mình chỉnh cái độ phóng đại. Thì thường á là đối với đáy mắt thì tôi sẽ chọn độ phóng đại nhỏ nhất trước. Cái lý do chọn độ phóng đại nhỏ nhất là mình muốn quan sát rộng nhất. Khi mà mình tăng cái độ phóng đại lên thì mình coi như mình đã chấp nhận cái hy sinh cái độ rộng của hình ảnh. Cho nên mình sẽ là coi cái độ rộng trước. Ở đây thì có thể là 10 hoặc 16 thì thường chọn khoảng trung gian hoặc 16, chọn khoảng 16. Để nó cái độ phóng đại nó vừa phải mà mình vừa quan sát được rộng. Đó. Còn nếu mình muốn tăng cái độ phóng đại lên thì chút xíu nữa mình chuyển qua 25, nên mình lật qua 25. Đấy. Muốn về 16 này đây, còn muốn nhỏ nữa thì 10 ở đây, nhưng mà thường là chọn 16. Đấy. Trung bình là 16 như vậy. Rồi. Và ở đây nó có cái hệ thống di chuyển đây. Ở đây nó gọi là joystick. Mình đẩy tới này, đẩy lui này, qua phải, qua trái. Rồi. Khi mà mình bắt đầu mà mình đánh giá đáy mắt bệnh nhân á, là mình phải kéo ra ngoài tối đa, tức là mình kéo hết cỡ luôn. Tại sao phải kéo hết cỡ luôn? Tại vì mình sẽ hạn chế những cái thứ mà di động. Ví dụ như là ở đây bệnh nhân đã cố định rồi, mình kéo cái này ra tối đa rồi, bây giờ sẽ còn cái kính bôn và để vào mắt bệnh nhân nữa. Do đó khi mình kéo ra tối đa thì mình chỉ có một cái hướng duy nhất là đẩy tới thôi. Đó, cho nên mình sẽ xác định được cái điểm hội tụ để mình nhìn rõ nhất đáy mắt bệnh nhân. Còn nếu mình để lưng chừng như này
mình sẽ không biết là đi tới hay là đi lui để cho mắt, để mình có thể nhìn thấy rõ đáy mắt. Nên thay vì như thế mình kéo thẳng một phát ra ngoài này luôn là tối đa, vậy mình chỉ có chiều là đi tới nữa thôi. Rồi ban nãy nói về cái thị kính này, quên thêm một cái nữa là nhớ chỉnh cái khoảng cách đồng tử cho hai bên nha. Mình phải nhớ khoảng cách đồng tử của mắt mình là bao nhiêu rồi mình nhìn sao cho khi mình nhìn vô thì ảnh nó được nét và nó chậm một. Còn nếu mà mình nhìn vô mà mình nhìn thấy bị song thị, đó là chỉnh PD không đúng, đó là chỉnh khoảng cách đồng tử không đúng. Cái cách chỉnh á, thì mình mở đèn lên này, mình nhìn vô rồi, và khi mà hai hình nó chậm một á, tức là hai mắt mình nhìn được cái hình này á là đúng. Vậy mình làm sao mình biết được hai mắt nhìn hình này? Mình sẽ che một mắt, che mắt đi, mình nhìn thấy nó, thấy cái tiêu sáng, mình che tiếp mắt bên này, mình cũng nhìn thấy tiêu sáng và mình nhìn thấy một hình trên này là chính xác, là mình đã điều chỉnh đúng được cái kính hiển vi. Đó. Rồi, như vậy là xong về cái phần sinh hiển vi. Bây giờ mình sẽ qua phần thứ ba là khám đáy mắt bệnh nhân như thế nào. Thì việc đầu tiên mình sẽ phải chuẩn bị một cái kính. Đó. Kính thì kính nào cũng được, kính 90 cũng được, super view cũng được, wide view cũng được. Có tiền cái nào thì mua kính đó. Tiền càng nhiều thì kính càng tốt. Nhưng mà thêm cái là, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này quan trọng nhất là cái kính đeo mắt của mình này. Cái này là bác sĩ này tệ nhất này, kính đeo mắt này tệ nhất này. Có thể mua cái kính này có thể chỉ giá 10 triệu á, thì nó không sáng được hơn nhiều lắm so với kính 90 ha. Nhưng mà thay cái kính này có mấy trăm ngàn thôi là nó đã sáng hơn nhiều lắm rồi. Nhưng quan trọng là gì, cái này, này và cái kính này. Vậy thì mình, cái kính này sao là mình phải chút xíu. Yeah. Bác kính giúp dụng này cho mình đi mập thôi. Rồi đòn nó nai gấp á. Rồi, gấp quá. Rồi, cảm ơn bác. Rồi. Rồi, chả. Thank you. Như vậy, chú ý này, cái kính mình là phải chọn cái kính nó, mình chọn cái kính nó trong nha, đừng để nó chảy xước nhiều quá. Cái này mình lau chùi cho nó sạch. Cái này cũng lau chùi sạch. Một trong những cái là cái kính này là nó bị mờ, là tại vì sao? Là cái tay mình thọt vô một. Cái thứ hai là khi mình để vào mắt bệnh nhân á, là cái lông mi bệnh nhân nó quẹt vào đây, nó đọng dầu lên thế này, nên ra là kính nó sẽ rất là mờ. Cho nên là mình muốn làm tốt thì kính mình tốt này, cái này tốt này, cái này cũng phải tốt thì nó mới, thì cái hình ảnh nó mới đẹp được. Rồi bây giờ cho bệnh nhân vô, cho cầm đây, cầm ở đây, chán sát, cầm sát, và cái vạch ngang nó đi ngang với đuôi mắt bệnh nhân, đuôi mắt bệnh nhân đây thì cái đường đen nó phải đi ngang vào đây thì là chính xác. Kéo tối đa cái này ra ngoài và buộc phải có cái chống tay. Bạn nào mà không có chống tay là rất là dở. Tại vì sao? Tại vì chỉ có cái dân châu Âu nó mới là không dùng cái chống tay thôi, thì cái tay nó rất là dài, nó có thể với được đến mắt bệnh nhân. Còn người châu Á mình là không có cái gì dài bằng nó hết. Nên là phải có cái này. Đấy, phải chống vô. Khám đáy mắt thì khám lâu mà, cho nên là phải chống. Rồi. Khi mà chống rồi á, thì tay mình vững rồi thì mình khám ở bên nào á, thì mình sẽ cố gắng là cũng phải cho cái kính này nó vững. Thì thường là tôi sẽ chọn hai cái ngón này tôi để trên này, hoặc là để trên gò má bệnh nhân cũng được. Nếu mà ông già lớn tuổi thì để đây, còn cô nào sinh thì để đây. Đấy, tùy. Để này, kéo ra tối đa. Rồi để đèn khe khoảng nửa ly. Muốn biết nửa ly hay không nhìn trong này này, mình sẽ thấy khi mà cái tiêu nó nét ở trong này thì mình sẽ thấy ở trong nó khoảng nửa ly và dài khoảng 1 cm. Rồi cái khoảng cách cái kính này đến mắt của bệnh nhân thì nó tùy thuộc vào cái loại kính mình sử dụng. Nhưng mà thông thường á, là khi mà cái mặt sau của kính này nó đối diện với lại cái tức là nó gần như tiếp xúc với lại cái mi mắt của bệnh nhân, à cái lông mi của bệnh nhân á, là đúng. Nhớ nha, cái mặt sau của kính này nó tiếp xúc với lại cái mi mắt của bệnh nhân á, hơi tiếp xúc với mi mắt của bệnh nhân là đúng, lông mi chứ đúng hơn là mi. Rồi mình sẽ thường là mình để khoảng góc 10 độ, và khi mà mình thấy được cái giác mạc bệnh nhân rồi á, mình lập tức là mình cho cái tia sáng nó nhỏ lại, làm sao cho nó vừa với kích thước của đồng tử. Tại sao lại vừa kích thước đồng tử? Là tại vì nếu mà cái mình làm cái kích thước nó lớn hơn kích thước đồng tử á, thì cái ánh sáng nó tán xạ trên bề mặt, nó khiến cho mình nhìn sẽ rất là khó. Cho nên là mình cho cái kích thước này nó bằng kích thước đồng tử thôi, để mình quan sát được nó tránh bị chói, tránh bị lóa. Khi mình thấy được cái ánh sáng đồng tử rồi, mình bắt đầu mình bám vô và thấy mạch máu. Thấy mạch máu thì lập tức là bám theo gai thị liền. Tại sao khám gai thị trước?
Tại vì đấy là cấu trúc dễ thế nhất là một. Cái thứ hai là bệnh nhân không có bị chói khi mình chiếu vào ngay thì nó. Và sau đó mình sẽ khám. Thì thường là trong khám võng mạc thì tôi sẽ chia ra làm 9 hướng. Tùy mình muốn hướng nào trước cũng được. Có thể cho bệnh nhân nhìn lên trên. Rồi nhìn lên trên. Rồi. Lên trên này. Rồi. Trên bên phải. Đó. Ngang vai bên phải. Dưới bên phải. Xuống dưới. Thẳng xuống dưới. Rồi. Dưới bên trái. Ngang vai bên trái. Lên trên bên trái. Thẳng lên trên. Rồi bây giờ nhìn thẳng trước mặt. Bây giờ mình mới khám vào cái hoàng điểm. Hoàng điểm bao giờ cũng là cái điểm mình khám cuối cùng. Tại vì đấy là cái điểm người ta bị chói, người ta khó chịu nhất. Cho nên là tránh khám hoàng điểm ngay từ lúc đầu tiên. Đấy là cái nguyên tắc mình làm như vậy. Và đơn giản như vậy thôi. Còn trong trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nhỏ thì cái điều quan trọng nhất chú ý của mình á, là làm sao cho cái tia sáng á, là nó vừa với kích thước của đồng tử. Tức là cả cái bề rộng lẫn cái bề cao nó vào đúng cái kích thước của đồng tử. Trong nhiều trường hợp á, là cái đồng tử nó chỉ khoảng 2 ly thôi mà mình bắt buộc mình khám đáy mắt á, thì cũng nhớ nguyên tắc đó là làm sao cho cái khe sáng bằng đúng kích thước đồng tử và mình để thẳng. Mình để thẳng tức là cái trục giữa cái tay chiếu đèn này với cái thị kính của mình là thẳng. Khi mình chiếu thẳng vào thì cái ánh sáng nó sẽ len được vào, nó đi qua cái lỗ đồng tử là tối đa. Chỉ có điều là khi mà mình chiếu thẳng như thế nên nhớ là nó, mình sẽ hơi bị chói. Và như vậy thì mình sẽ kết hợp bằng cách là cái kính này mình sẽ phải hơi nghiêng một chút. Thì cái này tùy thuộc với kỹ năng mình khám thôi. Cho nên là mình không thể nào nói là nghiêng như thế nào được. Mình khi mình khám thì mình sẽ nghiêng làm sao cho mình thấy được đánh mắt nó rõ nhất. Cái này đòi hỏi kỹ năng khám của mình. Đó. Thì trên tinh thần là ngày hôm nay là giới thiệu về cái cách khám sinh hiển vi như thế thôi. Nói tính là định nói 2-3 phút, bây giờ chắc phải 17-18 phút rồi. Mà ban nãy như con nói là khám bệnh nhân sinh thì sao, bệnh nhân già sao, đúng không? Đấy thì tùy, cái đó học thì học, không học thì thôi. Thôi hôm nay là trên tinh thần là như vậy thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn dịp khác nha. Bye bye. Rồi, thank you.